Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Khi ấy Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cesare Philippe và hỏi các môn đệ rằng: người ta bảo Con Người là ai? Các ông thưa: người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một tiên tri nào đó. Chúa Giêsu nói với các ông: phần các con bảo Thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời rằng: hỡi Simon, con ông Gioan, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mà khải cho con, nhưng là Cha Thầy đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất trên trời cũng cầm buộc, và sự gì con cởi mở dưới đất trên trời cũng cởi mở. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, các riêng ban hành giáo và các anh, các ông, các em trai nhận Thánh Phêrô Phaolô làm quan thầy. Bài tin mừng hôm nay chúng ta nghe quá quen thuộc về một sự kiện xảy ra tại miền Cesare Philippe, khi Chúa Giêsu chất vấn lại các tông đồ về quan điểm của các ông và nhận định của Con Người về Ngài. Thì Phêrô tuyên xưng đức tin của mình vào Thầy Giêsu: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Chúng ta thấy gì trong câu này của tông đồ trưởng? Trước tiên, chúng ta nhận ra rằng ông dám can đảm tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, nghĩa là đấng đến từ Cha. Sau cuộc khảo sát của Đức Giêsu với các môn đệ, ông dám tuyên xưng vì ông nhận ra chân tướng của người mà ông đi theo là Kitô, là đấng Messia mà muôn dân trông đợi, là người đem lại hạnh phúc cho nhân loại, chứ không phải là một con người Messia theo nghĩa chính trị mà dân Do Thái đang mong ước để lật đổ đế quốc Roma. Ngày hôm nay Đức Giêsu Kitô cũng đặt câu hỏi này với mỗi người chúng ta, nhất là các vị trong ban hành giáo đương cũng như cựu. Hãy nhớ rằng ban hành giáo là gồm ban thường vụ, ban điều hành các giáo họ, các giới và các đoàn thể, chứ không phải chỉ 7-8 ông ban thường vụ. Một câu hỏi mang tính quyết định mà Đức Giêsu Kitô đang chờ đợi một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Nếu nói theo kiểu ngôn ngữ của giới trẻ hôm nay, đó là chuẩn không cần chỉnh. Câu trả lời đó đến từ các vị ban hành giáo. Câu trả lời ấy sẽ đưa người trả lời đi vào lối sống của Đức Giêsu, dám dấn thân, và Đức Giêsu là người được tuyên xưng sẽ chi phối toàn bộ đời sống của mình. Thử hỏi, câu Đức Giêsu Kitô hỏi các tông đồ và Phêrô, Ngài hỏi ban hành giáo, các ông trả lời thế nào? Có dám tuyên xưng Ngài là Đấng Kitô như Phêrô mà các ông chọn là quan thầy? Và khi đã tuyên xưng rồi, các ông có dám đi vào lối sống của Đức Giêsu, dám dấn thân và như được Ngài chi phối toàn bộ đời sống của mình, hay là thoái thác
đánh đòn hay là còn do dự tính toán vì danh vọng địa vị và của cải vật chất nó đã chi phối cuộc đời của các ông. Cùng với Thánh Phêrô quan thầy, tôi mời gọi mọi người, nhất là các ông trong ban hành giáo và tất cả mọi người, hãy trả lời và chọn lựa lối sống như Phêrô để trở thành môn đệ thực thụ của Đức Giêsu. Đừng trở thành những môn đệ nửa vời, nay thích thì theo, mai thích thì chống đối hay rũ bỏ Đức Giêsu. Khi đã tuyên xưng đức tin của mình vào Thầy Giêsu, thì chúng ta phải bước thêm một bước dài nữa để lên giống Ngài. Đó là chấp nhận bị bắt hạ, nghĩa là chịu sỉ nhục, bắt bớ, vu cáo và giết chết vì việc tuyên xưng ấy. Hai vị tông đồ hôm nay đã như thế. Các ngài đã chịu bắt hại đổ máu về Đức Kitô. Thánh Phaolô như đã biết trước việc theo Đức Giêsu là như thế, nên ngài đã nói rằng: tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, và đối với Thánh Phaolô sống là Đức Kitô. Là một chung môn đệ trung tín, Thánh Phaolô đã theo Thầy hiến dâng mạng sống của mình. Ngoài thập giá không có Đức Giêsu, nên ngài tuyên bố: tôi hãnh diện vì thập giá của Đức Kitô. Đón nhận thập giá với Thánh Phaolô là nhấn nại, không thoái lui, là bước theo Đức Giêsu đến cùng đường. Nên Phaolô đã tự tin khẳng định rằng: chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp, hoang mang, nhưng không tuyệt vọng, bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã, nhưng không bao giờ bị tiêu diệt. Vì thế, ngài đã chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp, đã chạy đến cùng đường, đã giữ vững đức tin. Cả cuộc đời của Phaolô từ khi nghe theo Chúa, không sống cho mình mà sống cho Chúa Giêsu và người khác. Cả cuộc đời của ngài là một cuộc chạy đua để đoạt giải, không phải là huy chương vàng hay cúp vô địch, nhưng là đạt được triều thiên vinh quang nước trời. Vì yêu, ngài đã trải qua những thử thách, nhục mạ và đau khổ vốn không bao giờ tìm kiếm, nhưng luôn đón nhận nó. Đời tông đồ của hai vị cột trụ giáo hội luôn là một lời cầu nguyện liên lỉ cho đoàn dân của mình. Các ngài cầu nguyện để trung thành và giữ vững đức tin, cầu nguyện để nuôi dưỡng niềm hy vọng và dấn thân đến cùng, cầu nguyện để biết yêu thương vô vị lợi, ngay cả lúc cuộc đời tăm tối cũng vẫn có ánh sáng để soi đường, để đi và vượt thắng những khó khăn ấy. Chúng ta đã nhận ra lời cầu nguyện của Phaolô cho các cộng đoàn mà ngài đã thành lập, lời cầu nguyện của Phêrô cho cả giáo hội khi ông được trao quyền bính, tháo và cầm buộc trên trời cũng như dưới đất. Để rồi Chúa Giêsu nói với Phêrô rằng: khi con trở lại, con hãy làm cho anh em con vững tin. Anh chị em thân mến, quý chức ban hành giáo thân mến, ngày lễ quan thầy Phêrô và Phaolô, chúng ta hãy cùng xin các ngài cho chúng ta được tâm hồn như các ngài, mệt mỏi nhưng bình an, chán nản nhưng không thất vọng, bị vu cáo nhưng không la mắng giận dữ, bị sỉ nhục nhưng vẫn vui tươi phục vụ, bị hiềm khích lăng nhục nhưng vẫn bình an tiến bước nhờ lời cầu nguyện và gương sáng của hai thánh quan thầy Phêrô và Phaolô. Xin cùng tôi và giáo xứ dấn thân phục vụ, hy sinh thời giờ, công sức và cả tiền bạc vật chất nữa,
để xây dựng giáo xứ ngày càng đẹp cả trong lẫn ngoài. Xin cũng dừng lại để xem lại một năm qua chúng ta làm với công việc tông đồ của mình như thế nào, đùn đẩy công việc cho anh em, sợ những công việc nặng, khi gọi đi công tác thì lần nữa tính toán hoặc quá bám sâu vào vật chất của cải, xây dựng nhà cửa, tìm kế sinh nhai hoặc đi kinh doanh bằng đủ mọi cách. Khi chúng ta lao đầu vào những công việc vật chất ấy, chúng ta đánh mất đi căn tính của mình là những người đang làm việc tông đồ và là những người thuộc về ban hành giáo. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người qua lời truyền cầu của Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Xin dừng lại ít phút để chính những người trong ban hành giáo hãy kiểm thảo và phản tỉnh chính con người của mình. Sau một năm, chúng ta làm gì cho giáo hội, làm gì cho giáo xứ, làm gì cho anh em của chúng ta, hay chúng ta chỉ làm cho chính mình?